Người thành công thì họ luôn tìm kiếm cơ hội, họ luôn học hỏi, họ luôn phát triển bản thân. Và một trong những cái điều kiện để mà giúp họ có được cái sự thành công đó chính là cái tư duy đúng. Thì sau đây thì Trung xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Thúy Phượng, chị là gì ạ? Phó giám đốc của Ban Chiến lược Phát triển Thị trường Mayland sẽ lên giao lưu cùng với lại là quý đối tác khách hàng chúng ta trong vài phút tới. Xin trân trọng kính mời chị Thúy Phượng ạ. Lời đầu tiên thì cho Phượng xin được gửi lời chào mừng, lời cảm ơn và biết ơn tất cả các cô ba anh chị, các vị lãnh đạo của trưởng các văn phòng đại diện và đặc biệt là những anh chị em mới lần đầu tiên được những người bạn, những người thân yêu của mình mời và tham dự cái buổi Zoom ngày hôm nay. Phượng thì hôm nay cũng rất là vinh dự vì được ekip phân công nhiệm vụ là sẽ là cùng giao lưu và cùng chia sẻ những cái giá trị để chúng ta hiểu rõ hơn về Mayland. Và từ những ngày đầu tiên cho đến thời điểm này thì đã có rất là nhiều các anh chị em tại Việt Nam và trên thế giới đã tin tưởng và đồng hành cùng với Mayland. Và Phượng cũng xin chúc mừng những anh chị em mà đã cùng đồng hành với Mayland từ những ngày đầu tiên, rồi là các anh chị em rất là nhiều từ khi mà còn chưa có văn phòng và chưa có những cái sự phát triển đến bây giờ, nhưng chúng ta vẫn tin tưởng và cùng đồng hành. Và ngày hôm nay thì những cái kết quả mà chúng ta nhận được nó đã rõ ràng hơn. Vậy thì Phượng cũng xin chúc mừng tất cả các anh chị em lần đầu tiên đến với Mayland. Thì nó luôn luôn là cơ hội. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là khi mà chúng ta tìm hiểu về một cơ hội lớn thì cái điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là gì ạ? Chúng ta tìm hiểu đúng nơi, đúng chỗ và đúng người. Tìm hiểu đúng thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian để chúng ta hiểu nó một cách rõ ràng hơn. Vậy thì sau đây thì Phượng xin phép share một chút màn hình. Phượng biết rằng là tất cả các anh chị em, những người mà đang có mặt ở trong buổi Zoom ngày hôm nay, hầu hết đều là những người khát khao, luôn mong muốn thành công, và không phải thành công cho riêng bản thân mình mà muốn giúp cho cả nhiều người thành công nữa. Và một trong những cái yếu tố đó, nó chính là một yếu tố của tư duy của những người thành công đấy ạ. Bởi vì sao ạ? Người thành công thì họ luôn tìm kiếm cơ hội, họ luôn học hỏi, họ luôn phát triển bản thân. Và một trong những cái điều kiện để mà giúp họ có được cái sự thành công đó chính là cái tư duy đúng. Cái tư duy đúng này thì đôi khi ở trường học họ sẽ không dạy, mà cái tư duy này sẽ được dạy từ chính những người thành công. Và nếu như các anh chị em đọc cái quyển Cha giàu cha nghèo đấy, Dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki, thì chúng ta sẽ biết về một cái tên gọi là Kim Tứ Đồ. Và trong Kim Tứ Đồ đấy thì người ta nói rằng là gì ạ? Trên thế giới thì sẽ có hai nhóm người, một nhóm là 95% và một nhóm là 5%. Và cái nhóm 95% thì họ chiếm 20% tổng tài sản của thế giới. Và cái nhóm 5% kia thì họ chiếm 80% tổng tài sản của thế giới. Có lạ không ạ? Đó là con số rất là khác biệt. Và chính bởi vì sự khác biệt đấy cho nên là cái tư duy, cái suy nghĩ, cái hành động và cái kết quả của họ cũng khác nhau. Đúng không ạ? Thế thì có những anh chị em thì chúng ta cũng đã có những người đã học và đã biết, nhưng mà cũng có thể có những bạn chưa được nghe về cái điều này, thì cũng xin phân tích sâu một chút. Đó là gì ạ? Cái nhóm ở phía bên nhóm làm công là nhóm L và nhóm làm tư là nhóm T, là hai cái nhóm mà được coi là ở trên cái góc 95%. Thế là họ bán thời gian, bán sức khỏe và công sức của mình đi để kiếm tiền. Thế còn hai cái nhóm còn lại là nhóm làm chủ và nhóm đầu tư. Đó là gì ạ? Họ không cần phải có mặt ở đó nhưng vẫn tạo ra những cái dòng tiền, vẫn tạo ra những thu nhập của họ. Và đôi khi chúng ta hay rất là ngạc nhiên khi mà thấy là họ đi chơi này, họ đi du lịch và họ làm rất nhiều thứ một cách rất là happy, nhưng mà họ vẫn giàu có. Đấy, và những người giàu có rồi thì họ luôn luôn biết cách để dùng cái đồng tiền của mình, nó lại tiếp tục đẻ ra tiền, lại tiếp tục sản sinh. Và một cái đồng tiền mà nó lại biết sản sinh ra và nó tạo ra giá trị thì đấy là một cái đồng tiền nó có giá trị. Thế thì cái cách tư duy về cái sự lựa chọn, cũng như là cái cách tư duy về dòng tiền, cũng như là cách hiểu về cái chỉ số FQ là Financial Quotient ấy, nó cũng quyết định cái sự thành công
ở trong mỗi chúng ta. Vậy thì nếu như các anh chị em, nếu như chúng ta chưa đọc thì chúng ta hãy tìm cái quyển sách đó để chúng ta đọc để chúng ta hiểu hơn. Và những anh chị em nào mà chúng ta đã trải nghiệm ở trong những cái góc phần tư này thì Phượng tin rằng chúng ta sẽ đúc kết lại để ngày hôm nay chúng ta cùng nói về một cái cơ hội với Mylan, và chúng ta cùng nói về những cái tầm nhìn cũng như là cái tư duy của những người thành công để chọn. Với anh Hoàng Mai Trung mong muốn rằng là gì? Mylan là một doanh nghiệp cộng đồng, và khi những cái giá trị của Mylan thành tựu, và khi những cái định hướng cũng như là chiến lược và tầm nhìn của Mylan thành tựu, thì nó chính là giúp cho rất là nhiều những người mà cùng chung tay, cùng tầm nhìn và cùng trí tuệ, chúng ta thực sự giàu có. Cái sự giàu có này là bằng chính cái sự hiểu biết, bằng chính cái trí tuệ, và chính bằng cái sự lao động của mình để chúng ta có được, đúng không ạ? Đấy là một cái sự thành công xứng đáng. Thế thì khi mà chúng ta là những người đầu tư thông minh ấy, thì chúng ta luôn luôn phải có những cái câu hỏi, hoặc là phải có những cái gạch đầu dòng để chúng ta làm rõ tất cả những cái vấn đề mà chúng ta cần biết. Bởi vì sao ạ? Khi mà đầu tư, chúng ta đầu tư vào giá đầu, với Mylan là chúng ta tìm hiểu, là cái việc là chúng ta tìm hiểu về doanh nghiệp, và chúng ta đầu tư vào giá trị doanh nghiệp, và cái doanh nghiệp đó nó có những cái giá trị tăng trưởng, nó giúp cho cái đồng tiền của chúng ta sinh sản và tạo ra những giá trị lớn hơn. Vậy thì giống như Warren Buffett á, là một trong những cái tỷ phú lớn ở trên thế giới, và ông đầu tư từ những cái năm rất là nhỏ tuổi, thì cái tư duy của ông là gì? Khi mà ông ấy với hơn 2.000 những cái nguồn đầu tư và dòng tiền khác nhau, nhưng ông luôn luôn có những cái tiêu chí đầu tư rất là rõ ràng. Và nếu như một trong những cái câu trả lời mà không đáp ứng được cái thỏa mãn, hoặc là cái sự đầu tư những cái tiêu chí đó, thì ông cũng có thể là loại bỏ. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phải đặt câu hỏi là gì ạ? Đầu tư ở đâu? Cái là đầu tư vào cái công ty nào, vào cái tập đoàn nào? Đầu tư vào cái gì? Cái lõi của nó là cái gì? Và cái gì nó tạo ra cái dòng tiền? Và ai là sẽ là cái người mà dẫn dắt? Họ có đủ tư duy, có đủ tâm, tầm, tài, trí và đức, họ có đủ tầm nhìn lớn để đáng để cho chúng ta bỏ thời gian, bỏ công sức và dành những cái đồng tiền rất là quý báu của chúng ta để chúng ta chung tay cùng hay không? Và nếu như chúng ta chung tay rồi thì cái phương thức để làm thế nào để chúng ta cùng đồng hành? Và cái quan trọng nhất với những người thành công ấy, và những người giàu có, thì họ luôn biết rằng là gì ạ? Họ luôn đầu tư ở chân ngọn sóng. Tức là cái thời điểm nó đang là ở chân ngọn sóng thì nó mới là thời điểm tốt. Còn nhưng khi mà mọi thứ nó đã rõ ràng hơn thì nó cái cơ hội của mình nó lại nhỏ đi, lại ít đi. Và đôi khi nó không còn là của mình nữa. Vậy thì ngày hôm nay Phượng cũng xin chúc mừng tất cả các anh chị em là chúng ta đã có mặt ở đây. Và chúng ta sẽ cùng với nhau để làm rõ hơn một số. Ví dụ như là Mylan. Thế tại sao lại là Mylan? Thì bản thân Phượng những ngày đầu tiên khi mà chúng ta lúc đấy có nghe Hoàng Đường chia sẻ về cái tiềm năng dẫn đầu thị trường quốc tế, về cái sản phẩm toàn cầu mang thương hiệu Việt. Và khi anh Trung nói rằng ở trong cái slide đấy nói rằng gì ạ? Mylan sẽ là một cái sản phẩm mà mang cái trí tuệ Việt ra toàn cầu và mang hàng nghìn tỷ đô về cho đất nước Việt Nam. Thì Phượng đã thấy là đó là một cái tầm nhìn rất là lớn. Và để thực hiện đó thì nó phải là một cái sự công phu và chuẩn bị nó rất là lâu dài. Đó, thế thì cái tên Mylan ấy, thì anh Trung anh cũng đã từng nói là gì, nó giống như là một cái chưa từng có và chưa từng xuất hiện, và nó sẽ là một cái để thay đổi cái phương thức giao dịch về công nghệ trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và trên toàn cầu. Có nghĩa là chúng ta sẽ win-win và chúng ta đi ra thế giới một cách rất là gọi là cùng thắng đó. Và Mylan thì có nghĩa là make money from land, kiếm tiền trong lĩnh vực về bất động sản. Mà chúng ta biết rồi, bất động sản nó là một ngành vua, và những người giàu có và những người nhiều tiền họ luôn đầu tư bất động sản. Và chúng ta, những người thành công, những người chọn thành công, thì bất động sản nó chính là một cái kênh mà nó xứng đáng để cho chúng ta tìm hiểu, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta lại biết về cái xu thế và hiểu về cái giá trị của Mylan với cái slogan là gì ạ? Cùng nhau khai thác giá trị. Tức là chúng ta cùng nhau để khai thác những cái tối ưu đấy. Và tất cả những người tham gia vào cùng Mylan thì chúng ta cùng thắng lợi, kể cả là các anh chị em là những người tại thời điểm này chọn cơ hội để góp chung tay với anh Hoàng Mai Trung để cùng đầu tư vào doanh nghiệp, cùng sở hữu và cùng chung tay, thì đấy đã là một cơ hội rất là lớn rồi. Cơ hội tiếp theo đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta sở hữu những cái sản phẩm từ Mylan. Trước tiên là cho chúng ta được vận dụng nếu như chúng ta đang làm trong lĩnh vực bất động sản.
hay bản thân chúng ta đang muốn mua bán hay thuê cho thuê nhà đất chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã có cái cơ hội để chúng ta được trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất. Và cái điều quan trọng hơn là chúng ta hoàn toàn có cái cơ hội để có thể giới thiệu và phát triển nó ra tại Việt Nam và trên thế giới nữa, cơ hội rất lớn tại thời điểm này. Và Mayland thì hiểu một cách rõ hơn, nó là một cái nền tảng kết nối giữa người mua và người bán trong lĩnh vực về bất động sản. Hiểu nôm na giống như là Grab thì họ kết nối về phương thức về dẫn đầu về giao thông vận tải, thì Mayland sẽ làm cái thương hiệu để tạo ra một cái nền tảng kết nối người mua người bán trong thị trường bất động sản. Và mục tiêu của Mayland đó là gì ạ? Thanh khoản. Bởi vì nếu như một cái dịch vụ hay một cái sản phẩm mà nó giúp cho khách hàng, đối tác, cái người mua và người bán họ thanh khoản nhanh, thì có nghĩa là nó tạo giá trị và nó giúp cho cái dòng tiền cũng như là cái sự luân chuyển của dòng tiền nó nhanh hơn. Từ 3 đến 6 tháng trong lĩnh vực bất động sản của chúng ta có thể xuống chỉ còn 3 đến 5 ngày thôi. Có tuyệt vời không ạ? Đó. Và cái điều quan trọng nữa đó là nếu như nó chỉ thông thường giống như những cái việc đăng tin và giống như là những cái việc mà chúng ta đăng quảng cáo ở trên những cái kênh khác, thì chúng ta ứng dụng những công nghệ cao nhất hiện nay trên thế giới, đó là trí tuệ nhân tạo, đó là blockchain, đó là big data, để chúng ta tối ưu hóa chi phí, chúng ta vận dụng tối ưu những nguồn lực để chúng ta tạo ra giá trị. Và giá trị đấy nó mang giá trị đến muôn người ý. Và nếu như khách hàng của chúng ta là cả thế giới này, thì chắc chắn là cái sản phẩm và những cái dòng lợi nhuận từ chính những cái khách hàng của chúng ta nó vô cùng ngoạn, nó không giới hạn nữa. Đấy là cái tầm nhìn rất là tuyệt vời. Và những cái đối tượng của chúng ta là gì ạ? Chúng ta biết rằng là gì, từ những cái người mà có bất động sản này để mua bán thuê cho thuê, đến những chủ đầu tư, những chủ các sàn bất động sản và những nhà đầu tư ngân hàng ấy, thì họ đều là có thể tham gia được với mình và tham gia để chúng ta cùng thắng. Đấy là cái quan điểm làm việc khi mà chúng ta cùng tham gia với Mayland. Với những cái nền tảng công nghệ như vậy thì nó tạo ra một cái giá trị bền vững. Và khi mà chúng ta biết rồi, như lúc nãy Hoàng Đường có chia sẻ đấy, đó là khi mà nhà nước chúng ta chọn là đi cùng với những chính sách, cùng với sự phát triển và cùng xây dựng cho đất nước cùng phồn vinh và cùng phát triển lên, là chúng ta đã đi đúng với những cái tầm nhìn này. Và Phượng rất là khâm phục anh Hoàng Mai Trung, bởi đơn giản là gì? Ngày hôm nay khi cả thế giới nói đến 4.0, khi mà Việt Nam và những công ty về công hàng đầu về công nghệ hay những công ty hàng đầu về bất động sản, thì họ đều có những cái cuộc hội thảo để họ nói về là gì? Ứng dụng 4.0 vào trong lĩnh vực về bất động sản. Thì anh Trung anh đã ấp ủ và anh đã chuẩn bị cho cái dự án này là hơn 10 năm. Đúng không ạ? Tức là cái tầm nhìn nó đã đi trước, và chính bởi thế mà chỉ sau một năm thôi nó đã có những cái bước phát triển đột phá, và chúng ta rất là tự hào vì cái điều này. Và chúng ta thấy rằng là thành công là có công thức và thành công là có lý do, chứ không phải là thành công chỉ bằng cái điều mình nói, mà thành công bằng chính cái kết quả và chính cái sự trải nghiệm, cũng như là cái sức lao động bền bỉ, sự hy sinh, sự cống hiến bằng mồ hôi, bằng công sức, bằng tài chính của mình để tạo ra kết quả. Đó, và chỉ có thời gian mới có thể trả lời thôi, đúng không ạ? Đó, và đấy là lý do tại sao mà Phượng thấy rằng trong một năm qua thì rất nhiều anh chị em từ thời kỳ đầu bây giờ bắt đầu đến tham quan lại văn phòng và quá ngạc nhiên vì cái sự phát triển vượt bậc của Mayland, và lại cùng chung tay và cùng tin tưởng và cùng đồng hành với Mayland. Đấy là một cái điều mà Phượng cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế thì chúng ta, Phượng vừa nói rồi đấy, có nghĩa là khi mà chúng ta đầu tư vào một cái sản phẩm và sản phẩm đấy nó là xu thế, nó là thay đổi một cái phương thức, nó làm cái chưa từng có, thì chắc chắn là cái mà cái tiềm năng cũng như là cái sự khai thác của nó rất là tuyệt vời. Thì Phượng hay nhớ cái câu chuyện của hãng Nike, có nghĩa là khi mà người ta cử cái nhân viên về phát triển thị trường đi đến châu Phi để tìm xem là cái thị trường đấy nó có tiềm năng không, có thể bán được giày không. Thì có nghĩa là một người họ đến thì họ thấy rằng là ôi dồi ôi, ở đây thì người dân còn chưa biết đi giày cơ, thì làm sao mà có thể bán được giày, và họ trở về. Và sau đó thì lại cử một cái người khác đến, thì người này họ nói rằng wow, đây là một cái thị trường rất là tuyệt vời, bởi vì là toàn bộ người dân họ chưa biết đi giày, và chúng ta sẽ hướng dẫn họ cái cách đi giày trước khi chúng ta bán giày. Và họ là có cả một cái thị trường lớn. Đấy là cách tư duy của những người thông minh và những người thành công. Vậy thì chúng ta khi mà chúng ta chọn là cái người dẫn đầu trong ứng dụng cái công nghệ trong lĩnh vực bất động sản, chúng ta cũng nhìn thấy một cái thị trường, nhìn thấy một cái tiềm năng như thế. Và những người mà có tầm nhìn ấy, thì họ luôn luôn nhìn thấy cơ hội, họ luôn luôn nhìn thấy những cái giá trị mà họ có thể nhận được, đúng không các anh chị?
Và trong cái những cái công tập đoàn công nghệ hàng đầu hiện nay thì chúng ta thấy rằng là như là Amazon, như Facebook, như Grab, như Uber hay Alibaba thì họ đã chứng minh rằng là gì ạ? Nếu như những cái tập đoàn về về truyền thống ấy, họ có thể tạo ra những cái trở thành những cái doanh nghiệp tỷ đô có thể mất 10 năm, 50 năm, thậm chí là hàng trăm năm. Nhưng những cái doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thì họ có thể xuất sắc trở thành những cái doanh nghiệp tỷ đô chỉ trong có như Facebook là có 6 năm. Và có những cái doanh nghiệp tiếp theo vì công nghệ nữa thì nó không còn là 6 năm nữa mà nó rút ngắn xuống còn 4 năm, còn 2 năm. Đó. Vậy thì cái tiềm năng khi mà chúng ta nhìn thấy ở tại Mailen nó là gì ạ? Chúng ta sẽ win-win và đi ra thế giới và chúng ta cũng tự hào và chúng ta cũng có đầy đủ những cái yếu tố nền tảng để chúng ta tự tin rằng chúng ta sẽ là một cái thương hiệu mà nó sẽ đánh dấu cái thương hiệu đó là của Việt Nam ở trên toàn cầu. Đó là cái mà chúng ta hướng đến với những người mà đang tìm hiểu với Mailen. Bởi vì bản thân Phượng trong những thời kỳ đầu thì Phượng cũng được làm việc với cả những cái đối tác quốc tế. Ví dụ như là bạn Mokha ở tại thị trường của châu Phi đó. Thì bạn ấy là nói rằng là tôi sẵn sàng để phát triển cái này ở tại Pháp và ở tại tại châu Phi. Và bạn ấy hỏi tôi rằng là còn bao lâu nữa thì tôi còn cơ hội để được trở thành đối tác, để phát triển đối tác và trở thành cổ đông của Mailen. Bởi vì là ở bên nước ngoài ấy, thì cái việc mà nhìn nhận những cái công ty mà startup, đặc biệt startup về công nghệ và những cái cơ hội ở đó họ nhìn rất là rõ và họ hiểu rằng là gì ạ? Cái cơ hội để mà cái thời gian mà để họ được sở hữu và được làm một phần trong những thời gian đầu tiên của doanh nghiệp ấy là một cơ hội rất là hời. Và nếu như họ biết nắm bắt và họ biết vận dụng cái thời gian này thì trong cái tương lai của họ, thậm chí là chỉ trong vòng có 2 đến 3 năm thôi hoặc là nhiều nhất là 5 năm thì họ đã có thể ra cái tài sản của họ lên rất là nhiều rồi. Và với họ thì cái cơ hội này nó là một cơ hội mà họ săn tìm đó và họ hiểu biết về cái cơ hội đấy. Thế tuy nhiên ở Việt Nam của chúng ta thì có quá nhiều những cái cách thức và nó không thực hiện đúng như cái điều cam kết hay không thực hiện đúng như những cái lõi giá trị thật sự. Và bản thân những người tham gia họ cũng không hiểu được cái cách phân tích làm thế nào thì đâu là cái giá trị đúng và đâu là cái giá trị để đưa ra cái sự thành công và đưa ra cái nền tảng cốt lõi của cái sự thành công đấy. Cái tư duy nào để dẫn cho chúng ta biết rằng, nhận biết rằng à, đây là một cái thật và một cái giá trị thật và đây là một cái để chúng ta xứng đáng đầu tư vào cái cơ hội giống như anh Minh ấy vừa chia sẻ đấy. Anh đã nhìn thấy cái cơ hội Zalo từ chính cái người con của anh ấy và tiếp đó lại là TikTok, một cái sự phát triển thần tốc nữa. Có nghĩa là những cái điều đấy nó đã xảy ra và nó đã hoàn toàn có thật rồi. Vậy thì còn cái điều gì để mà chúng ta nghi ngờ mà chỉ có cách là chúng ta tìm hiểu thông tin, chúng ta hiểu biết hơn để chúng ta nhìn nhận rõ là cái cơ hội đó để chúng ta không bỏ qua nữa. Và chúng ta sẽ không bao giờ phải nói với nhau cái câu chuyện là ước gì hoặc giá như giống như là Facebook hoặc là như là Google hay là những cái tập đoàn công nghệ đã trải qua. Bây giờ chúng ta muốn mua thì muốn sở hữu cũng rất là khó. Nhưng với Mailen thì đây là cái cơ hội mà anh mong muốn rằng là gì ạ? Toàn bộ người dân Việt Nam mình sẽ là những người được sở hữu. Và khi mà Mailen tăng trưởng và đi đúng những cái đích đó thì cái cơ hội này và cái sự chia sẻ là của chúng ta và cái công chung của tất cả chúng ta. Điều này có tuyệt vời không tất cả các cô anh chị ạ? Đấy chính là những cái giá trị khác biệt của Mailen và nó cũng chính là những cái năng lượng nội hàm mà giúp cho Mailen có rất là nhiều những con người tài năng đang làm việc ở những tập đoàn rất là lớn như Google với những mức lương rất lớn 30.000 đô trở lên như của Hà Tuấn Khang, nhưng cũng sẵn sàng cùng với Mailen cùng đồng hành với anh Hoàng Mai Trung từ những ngày đầu tiên để cùng cái tầm nhìn, để cùng cái sự phát triển và để cho chúng ta tạo dựng lên những cái giá trị khác biệt đó. Và Phượng tin rằng trong tương lai với cái sự phát triển của Mailen thì cái tên của những anh chị em và những người cống hiến đó, thì nó có thể là cũng sẽ ở trong danh sách những con người như thế này. Bởi vì sao ạ? Như Jeff Bezos hay Bill Gates hay Warren Buffett hay Larry Jordan, họ đều là những người tỷ phú. Và cái cách tư duy, cái cách tư duy về một vấn đề hay là cái cách mà họ đầu tư thì nó cũng hoàn toàn giống như cái cách mà chúng ta đang cùng chia sẻ với nhau đây này, chúng ta đang cùng nói chuyện với nhau đây này. Nó cũng có những cái để mà đồng về cái tư duy, đồng về cái tư tưởng. Và thành công nó là một công thức, nếu như chúng ta cùng áp dụng và cùng có tư duy đúng hướng giống nhau thì cái việc mà chúng ta có kết quả giống nhau thì là cũng là một cái chuyện mà đúng thôi, đúng không ạ? Chỉ có là nhỏ hay lớn, nhanh hay chậm mà thôi.
thì do chính cái sự hành động của chúng ta. Và trong cái danh sách này thì cũng tổng kết rằng là gì ạ? Một cái cơ hội là gì? Hầu hết thì những cái người mà triệu phú, tỷ phú trên thế giới thì những cái họ sở hữu 30%, tức là 30% những cái con người này là họ sở hữu những công ty công nghệ đấy, và 10% từ lĩnh vực bất động sản. Thì chúng ta với Mylen là chúng ta đang gì ạ? Chúng ta đang có cả hai đúng không ạ? Đang có cả công nghệ và đang có cả bất động sản, có tuyệt vời không ạ? Đó. Vâng. Và khi mà chúng ta đầu tư cùng với cái người mà chúng ta quan tâm ấy, để chúng ta cùng đồng hành, nó rất là quan trọng. Cái người thuyền trưởng ấy ạ, là anh hiện nay chính là chủ tịch Hoàng Mai Trung, và cộng đồng Mylen hơn 22.000 thành viên đang cùng đồng hành với cả chúng ta. Thì phải nói rằng là anh Hoàng Mai Trung tạo ra cái sự tin tưởng thực sự của tất cả các anh chị em, bởi vì những gì anh nói và thì những cái gì anh làm nó còn hơn những cái điều gì anh nói, và chỉ có kết quả thì mới chứng minh được rằng là đây có phải thật sự là trí tuệ, đây có phải thật sự là cái con người mà xứng đáng để chúng ta chung tay, chúng ta đóng góp vào cùng với anh hay không. Thì anh Hoàng Mai Trung trong thời gian một năm qua, và không phải một năm qua đâu, nhìn quay ngược trở lại về những cái quá trình lịch sử, quá trình học hỏi, quá trình phát triển của bản thân, thì hoàn toàn xứng đáng là cái người thuyền trưởng vô cùng tuyệt vời của chúng ta. Đó, với những cái giải thưởng về thương mại điện tử, rồi là trở thành cái tầm nhìn và những cái giá trị để chúng ta chọn dẫn đầu. Bởi vì những người mà đã chọn dẫn đầu thì cái tư duy nó phải là khác biệt, đúng không ạ? Trong cái chương trình chúng ta nói là dám khác biệt để thành công ạ, là chúng ta chọn dẫn đầu thì cái tư duy của chúng ta đã phải là khác biệt rồi. Và để khác biệt đấy thì chúng ta phải có những cái nền tảng để chúng ta thành công. Vâng. Và trong cái thời gian vừa rồi thì Hoàng Đường cũng như là chị Kim Thanh đã chia sẻ cho chúng ta về cái cách hợp tác, về cái cơ hội để chúng ta có thể hợp tác cùng với cả Mylen. Và tại thời điểm này thì đang ở giai đoạn 5 và điểm của chúng ta đang là 2.943 điểm mây. Vậy thì Phượng xin chúc mừng, bởi vì cái cơ hội này đang là một cơ hội rất tuyệt vời, bởi vì chỉ một thời gian không lâu nữa thôi là chúng ta đã sang giai đoạn 6, và sang giai đoạn 6 đó là 16.000 đồng rồi. Đó. Và nếu như chúng ta muốn gì ạ, muốn trở thành đối tác thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội như lúc nãy chị Thanh có nói đấy ạ. Đó, đó là chúng ta được ghi nhận mây, chính là cái cổ phần nội bộ và cổ đông trong tương lai, với những cái thưởng, rồi là thưởng điểm quảng cáo để đăng tin bất động sản, và chúng ta có thể có cơ hội để phát triển về tiếp thị liên kết giống như Amazon hay những tập đoàn lớn, được tặng token trong tương lai, được đảm bảo về những cái gói cam kết là mua lại từ 5 đến 10.000 đồng khi mà chúng ta qua giai đoạn chuyển ra giai đoạn 6, được tặng 0,5% số mây nắm giữ cho cái tài khoản trên 4.000 mây mà không có thanh khoản trong tháng. Có nghĩa là đấy chính là dòng tiền đấy ạ. Đấy chính là những cái cơ hội mà chúng ta được tặng, được nhận lợi tức khi mà công ty có doanh thu và lợi nhuận và tham gia các chương trình promotion, những cái chương trình tặng như lúc nãy chị Thanh chia sẻ rất là hot đúng không ạ? Đó, và đây cũng là cái giá trị tương lai dự tính của chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta muốn giàu có thì phải cụ thể và rõ ràng bằng con số, và cái đối tác của chúng ta sẽ gửi lại cho các anh chị cái bảng này để giúp cho chúng ta nhìn được ra là cái cơ hội khi mà chúng ta ví dụ như là 1.000 đô với cái mức tham gia góp là 23.300.000, thì đến cái giá trị kỳ vọng của chúng ta lớn nhất đó là 21.32 đô, là tương đương 501.000, thì nó đã là 3.966.000.000 rồi ạ. Đó, chúng ta hãy nhìn thấy cơ hội đấy, và đây là một cái giá chị mà rất là khiêm tốn, rất là khiêm tốn. Mylen thì chúng ta luôn luôn ở cái mức độ khiêm tốn nhất các anh chị ạ. Đó, và chúng ta cũng đã nhìn thấy cái lịch sử cổ phần của một số tập đoàn, và tất cả các anh chị em, những người đồng cùng đồng hành Mylen thì cũng tin tưởng rằng trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ đứng ở trong cái danh sách này, và cũng tạo ra những cái giá trị. Chúng ta thấy rằng ạ, khi mà giá trị cổ phiếu bắt đầu lên sàn thì nó rất là thấp, và tại thời điểm này nó gấp rất là nhiều lần, có thể tăng trưởng lên hàng nghìn phần trăm. Vậy thì nếu như chúng ta hiểu được về cái cơ hội, và chúng ta hiểu được cái giá trị gia tăng tài sản, và chúng ta đầu tư vào trí tuệ và những con người thông minh và họ có tầm nhìn chiến lược, thì đấy chính là cái đầu tư dành cho những người có tầm nhìn. Đó. Và vừa rồi thì Phượng đã có những cái phần giao lưu cũng như là chia sẻ về cái tầm nhìn cũng cũng như là cái giúp cho mọi người hiểu rõ được cái lý do tại sao mà chúng ta cùng đồng hành.
Và Phượng cũng xin trân trọng kính mời tất cả các anh chị em, những người mà lần đầu tiên ở trong buổi Zoom này, thì hãy đến văn phòng của Mayland tại tầng 4, tầng 5, 9799 Láng Hạ. Và hiện nay thì Mayland có 12 các văn phòng đại diện ở các tỉnh, và có một đại diện ở tại Đức và tại Séc, thì chúng ta có thể hoàn toàn truy cập ở trên cái website hoangmaisung.com là chúng ta có đầy đủ thông tin. Và tất cả những cái thông tin cụ thể rõ ràng về Mayland thì chúng ta có thể nhận lấy cái từ người giới thiệu của mình nhé. Vâng, Phượng xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị em đã cùng lắng nghe trong giai đoạn vừa rồi ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Mayland, cùng nhau khai thác giá trị.